chờ đón các sân khấu tóc trình diễn tiếp theo của bộ sưu tập Angel Baby. Xuất hiện sân khấu là một đồng chí Nguyễn Hồng Mimi sinh năm 2009 đến từ Hải Phòng. Sở thích của Mimi là trình diễn, tuyển mẫu, vẽ tranh. Ước mơ sau này của con là trở thành một nhà thiết kế thời trang và tuyển mẫu chuyên nghiệp. Xin mời